Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm hạt trân châu đơn giản tại nhà, an toàn hợp vệ sinh, cũng như cách làm trà sữa đơn giản nhất. Mời các bạn cùng theo dõi nha. Đây là để làm trà sữa thì mình cần bột năng và bột rau câu dẻo. Thì mình đã đổ một phần bột năng và một gói rau câu con cá hay là gọi rau câu dẻo vào đây và trộn đều như thế này. Tiếp theo thì mình sẽ nấu nước sôi và một phần sữa nước sôi, khuấy đều lên hay là sữa tươi cũng được. Thì sau đó mình sẽ chế nước sôi hoặc là sữa đun sôi vào đây, vào cái bột năng và bột rau câu hồi nãy mình trộn đều á, và khuấy đều lên và tiến hành nhồi bột. Mình nhồi cho nó dẻo lại các bạn. Thì tiếp theo thì mình, sau khi mình nhồi dẻo thì mình sẽ tiến hành cắt khúc nó ra. Thì trước khi cắt khúc mình phủ một áo một lớp bột bên ngoài, để một tí mình dò dĩa trân châu mình bỏ vào để cho nó khỏi dướng vào nhau. Và mình tiến hành cắt khúc để dò viên bằng cách thủ công tại nhà như thế này nha các bạn. Thì cái khâu làm trà sữa thì lâu nhất và hơi cực nhất một tí là cách làm cái viên trân châu. Đó, mình cứ cắt khúc như thế này. Sau đó mình tiến hành dò viên lớn nhỏ tròn méo thì tùy các bạn thích. Ok, mình đã cho thành công rồi các bạn. Tiếp theo sẽ là mình bắt nồi nước sôi lên và đợi nước sôi, mình sẽ cho những cái hộp trân châu mà vừa do viên này vào. Khi bắt đầu những cái hạt trân châu này nó nổi lên thì nó đã chín rồi các bạn. Ok, khi nó sôi lên thì mình cũng chuẩn bị một tô nước lạnh và mình vớt cái này bỏ ra tô nước lạnh. Tiếp theo mình sẽ bắt nồi nước để nấu cái nước trà sữa. Cái này thì mình nấu sữa tươi trân châu, cho nên mình cho một chén sữa tươi vào. Sữa tươi không đường các bạn, và một nửa chén đường. Và khuấy đều lên cho nó tan đều. Khi mình cái nồi nước này thì mình sử dụng nước ấm,
Tiếp theo mình sẽ cho một hộp sữa Milo vào. Thì các bạn thích hương vị gì các bạn cho hương vị đó vào. Này là sữa tươi, mình hết hương vị Milo mình bỏ Milo, không các bạn cứ bỏ hương vị dâu gì đó. Các bạn thích thì các bạn bỏ. Theo thì mình sử dụng sữa Milo vào. Ok, khi nó sôi là chúng ta đã thành công nấu nước sữa tươi trân châu. Bây giờ mình sẽ cho ra ly. Nếu các bạn thích đá, các bạn bỏ đá vào, sau đó các bạn bỏ trân châu lên trên. Còn cái này mình sẽ để nấu như thế này. Mình sẽ cho trân châu vào và chúng ta thành phẩm được một ly trà sữa tươi trân châu. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thành công. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.